chớm thu về cá gì đó mấy em một cá tao hả rồi đã không chào cảm ơn nha
bỏ cái đầu trùm luôn. Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng rùa hoang dại. Âu yếm nhìn tôi không nói năng, ta gặp nhau yêu chẳng hạ kề. Trên mi áo bay mở khép niềm tâm sự, họ hẹn lâu rồi em nói đi. Nếu bước chân ngà có chứ chú chỉ nè, mai mốt con chụp hình á, con để ý mấy cái sao nè, mấy cái rác này nè là nó hay, cho nên mình phải lựa cái phong sao đó, nó đẹp phải không? À, nhìn xung quanh thấy dưới chân nó có rác mình lượm mình bỏ đi đó. Vì khi nó chút xíu rác vô cái làm hư người hết. Rồi ra chào nha. Ước nguyện chung giấc mộng trắng xanh.